Chị và các bạn, đây là một căn nhà 4 phòng ngủ, 4 hồ rưỡi tắm. Tổng diện tích là 4.382 square feet tại Winding Ridge, Wesley Chapel, Florida. Thôi thì anh chị và các bạn hãy theo chân mình xem thử nha. Hello anh chị và các bạn, video này đến đây là hết. Nếu giúp được ai, xin nhờ bấm nút like, chia sẻ video cũng như một đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại mọi người ở một video sớm nhất. Bye bye.